Hôm nay là ngày đầu tiên cài sim điện thoại. Sim này mới mua hôm tuần trước nè. Cái sim này mua ở La Poste thì có giá là 10 euro. Còn cái phí xài mỗi tháng á, thì 4 euro. Họ sẽ trừ tiền vào tài khoản của chồng mình, tại chồng mình đăng ký mua. Cái sim này á, 4 euro một tháng thì được gọi tối đa là 2 giờ. Và lên mạng thì chỉ được 100 MB thôi. Nếu mà mình xài vượt quá cái đó thì mình không có biết kiểm soát á, thì mình sẽ phải bị trả tiền nhiều hơn. Nhưng mà không sao, tiền vô tại ông chồng trả nên mình trả. Tại vì ông nhanh quá đi, ông đăng ký cái gì ông cũng lấy qua số tài khoản của ông hết. 4 euro ha, là 120, khoảng 110 ngàn tháng đó. Giờ mình sẽ cài đây.